giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp không tì vết của Cẩm Đan, cô gái được cho là đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2020. Doanh nhân Đức Huy đang vướng tin hẹn hò với Nguyễn Thị Cẩm Đan, cô gái kém anh 27 tuổi. Ông chủ phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh công khai đăng ảnh tình cảm với cựu thí sinh Hoa hậu Việt Nam, nhưng khi trao đổi, anh phủ nhận chuyện hẹn hò. Cẩm Đan cũng cho hay, tôi và anh Huy chỉ là bạn bè, chuyện tương lai chưa xác định. Cẩm Đan sinh năm 2002, quê An Giang. Cô là thí sinh từng được đánh giá cao ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam. Trên các diễn đàn Hoa hậu, người hâm mộ đánh giá Cẩm Đan có gương mặt đẹp nhất nhì dàn thí sinh dự thi. Trong những khoảnh khắc đời thường, Cẩm Đan cho thấy vẻ đẹp tươi tắn, trẻ trung. Cô từng tiết lộ đã nặng 60kg và phải cố gắng rất nhiều mới giảm được 10kg trong một tháng để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Hiện tại, Cẩm Đan cao 1m72 cùng số đo hình thể là 83, 63, 92. Ở vòng chung kết, Cẩm Đan từng được dự đoán là ứng cử viên nặng ký của ngôi vị cao nhất. Cẩm Đan được đánh giá có sắc vóc và gương mặt đạt chuẩn hoa hậu. Tuy nhiên, Cẩm Đan vẫn còn lúng túng trình diễn thiếu tự nhiên ở các phần thi. Điều đó được thể hiện rõ trong vòng thi bán kết. Cẩm Đan chia sẻ, tôi không biện hộ cho phần thi của mình, nhưng tôi mong khán giả hãy hiểu mọi thứ đối với tôi đều còn rất mới mẻ. Tôi cần học hỏi và trau dồi thêm. Tôi tin thời gian và sự cố gắng sẽ giúp mình khác hơn ngày hôm qua. Nguyễn Thị Cẩm Đan đã có màn trình diễn tương đối hoàn chỉnh ở các vòng thi phụ, nhưng lại chưa thực sự nổi bật để đến với ngôi vị cao nhất. Tại tuần lễ thời trang Việt Nam, Cẩm Đan gây chú ý khi màn trăng lên thảm đỏ. Cô diện trang phục đan xen họa tiết xuyên thấu và ánh bạc. Sau Hoa hậu Việt Nam, cô rất đắt show diễn thời trang, làm người mẫu ảnh. Với ngoại hình sáng sân khấu, nguồn năng lượng và sức trẻ, Cẩm Đan được khán giả cổ vũ thử sức ở phần thi sắc đẹp. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021 được xem là lựa chọn hợp lý cho Cẩm Đan. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.